Chào mừng em đã quay trở lại với kênh chuyên review về đồng hồ chính hãng của Hội. Và hôm nay em vừa mới nhập lại được một chiếc Rolex. Thì chiếc này đã qua sử dụng, vẫn còn đầy đủ hộp sổ thẻ kèm theo. Và bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau mở hộp sản phẩm. Đầy đủ hộp trong, hộp ngoài anh em nhé. Một chiếc Datejust cực kỳ đẹp ha. Mình sẽ đi nhanh qua phần sách thẻ để anh em nắm thêm một số thông tin cơ bản. Full box. Đầu tiên mình sẽ có một cuốn sách Datejust lớn như thế này. Thứ hai sẽ là một cuốn sách Worldwide Service nhỏ. Thứ ba sẽ là một cái ví da đựng thẻ với ga màu xanh rất là quen thuộc của Rolex. Và cuối cùng sẽ là một cái thẻ bảo hành chính hãng toàn cầu đến từ Rolex. Đây là mẫu thẻ mới nhất của Rolex anh em nhé. Với cái thiết kế tối giản và mang lại cho mình một cái cảm giác sang trọng hơn mẫu thẻ cũ rất là nhiều. Ở mặt sau thẻ mới này chúng ta sẽ có ba cái thông tin cơ bản nhất mà thôi. Đó là mã sản phẩm sẽ là 126333, serial number được đặt ở đây. Lát nữa anh em mình sẽ cùng nhau đối chiếu serial number này với cái số được chạy trong niền xem có trùng khớp với nhau không anh em nhé. Ngày mua sẽ là ngày 22 tháng 9 năm 2021 và với chính sách bảo hành toàn cầu 5 năm của Rolex thì chiếc này sẽ được bảo hành cho đến tháng 9 năm 2026, một cái date rất là xa. Anh em có thể hoàn toàn yên tâm khi mà giao lưu chiếc đồng hồ này. Hiện tại thời điểm em làm video chỉ là gần cuối tháng 2 năm 2022 mà thôi. Vẫn còn bảo hành hơn 4 năm nữa. Một cái tag nhựa màu xanh, chiếc nào cũng có rồi. Và một cái tag trắng, cái tag này thì không phải chiếc nào cũng có, tại vì chủ cũ có đôi khi họ về cắt tag là họ đã quăng mất cái tag này rồi. Thỉnh thoảng thì mới nhập lại được một chiếc đồng hồ mà nó có cái tag trắng này mà thôi. Mã sản phẩm đầy đủ của chiếc này sẽ là 126333-0019. Anh em lưu ý nè, thì trên thẻ đây. Trên thẻ mã của nó chỉ là 126333 mà thôi. Và nếu anh em muốn search cái đồng hồ này trên Google để tìm kiếm thêm thông tin, tham khảo thêm thì mình lưu ý là mình thêm vào cái đuôi 0019 giúp em. Tại vì nếu mà anh em chỉ search 126333 mà thôi, nó sẽ ra rất là nhiều mẫu đồng hồ khác nhau. Vẫn là 126333 mã chung. Phía dưới sẽ là số serial number trùng khớp với cái số trên thẻ lúc nãy nha. Mặt sau thì không có gì cả. Rồi và bây giờ mình sẽ đến với nhân vật chính của video lần này. Một chiếc Rolex Datejust. Về thông số cơ bản thì đây là một chiếc Datejust 41 và với cái case size như thế này sẽ phù hợp cho anh em nào có tay từ 16.5 trở lên, mang sẽ rất là ok. Theo quan điểm em thì tay khoảng tầm 17 mang chiếc này là cực kỳ đẹp rồi, tại vì dây nó oyster nên tay anh em nó phải to to một tí, mang lên tay nó mới cảm giác khỏe khoắn mạnh mẽ. Và với một chiếc Rolex Datejust thì anh em sẽ có một cái thiết kế rất là cơ bản. Chúng ta sẽ có một cái niền khía bên ngoài như thế này. Niền khía có màu yellow gold, mã sản phẩm là 333 thì anh em cũng biết được rồi. Thì cái màu sắc chủ đạo của nó sẽ là màu yellow gold như thế này, trùng màu với chỉ giữa của bộ dây oyster nè, nấm nè, kim và logo toàn bộ được làm bằng vàng 18K màu yellow gold hay gọi là màu vàng chanh đó. Điểm nổi bật hơn ở cái chiếc đồng hồ này, chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu xám tia như thế này. Và đối với anh em người chơi đồng hồ thì họ hay gọi đây là mặt Wimbledon. Vì sao? Vì đây là một chiếc thuộc dòng Datejust, nhưng mà nó thuộc một nhánh nhỏ trong dòng Datejust, đó là Rolex Datejust Wimbledon. Thì nếu anh em nào không chơi tennis thì chắc hẳn cũng ít nhất một lần đã nghe qua tên cái giải đấu này. Đây là một cái giải đấu có lịch sử lâu đời nhất của Anh, giải đấu tennis Wimbledon. Và Rolex hiện tại đang là thương hiệu đồng hồ chính thức của cái giải đấu này, với vài đại sứ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, trong đó có một người mà chắc chắn anh em đã ít nhất một lần nghe tên, đó là tàu tốc hành Roger Federer. Khi mà Federer đăng quang thì luôn luôn anh trên tay anh là một cái chiếc Wimbledon này, anh đeo để anh chụp hình quảng bá cho thương hiệu Rolex cũng như là quảng bá cho cái giải đấu này. Và Rolex thì họ không có gọi mặt này là mặt Wimbledon đâu, nhưng mà người chơi đồng hồ thì họ mặc định nhận diện cái mặt này được gọi là mặt Wimbledon luôn. Và cái mặt đồng hồ này đặc biệt ở chỗ là nó được làm bằng chất liệu rhodium. Nó không hẳn là màu xám hay là màu bạc, và nó là một cái sự pha trộn hài hòa giữa các cái màu sắc lại với nhau. Khi anh em nhìn dưới những cái góc nhìn khác nhau, đây, dưới những cái điều kiện ánh sáng khác nhau nè, dưới những góc nhìn khác nhau thì anh em sẽ thấy nó tỏa ra cái màu khác nhau. Mặt ghi xám, có chảy tia đây anh em thấy ha, tia bắt sáng cực kỳ tốt, và nó vừa xám, nó vừa bạc. Một cái sự hòa trộn cực kỳ đẹp đến từ Rolex. Và chất liệu rhodium thì anh em cũng biết rồi, đó là một chất liệu quý, thậm chí quý hơn cả vàng rất là nhiều. Ở phần vành ngoài của mặt đồ chúng ta sẽ có cái vạch chích phút, và ở mỗi cái phần 5-10 thì anh em cũng sẽ có một con số Ả Rập. Các vị trí còn lại sẽ là cái vị trí cọc vạch giúp anh em chỉnh giờ cũng như là xem giờ nó chính xác nhất một cách có thể. Góc 12 giờ sẽ là logo hình vương miện của hãng nè. Góc 9 giờ chúng ta sẽ có một cái cọc vạch được phủ dạ quang lên phía trên.
Góc 3 giờ sẽ là một cái ô lịch rất là quen thuộc với cái phần kính lúp được đặt ở trên kính như thế này, giúp phóng đại cái lịch lên. Và các vị trí còn cọc số còn lại, chúng ta sẽ có cái cọc số La Mã, cọc số Roman, và sẽ có một cái gam màu xanh rất là quen thuộc luôn. Gam màu xanh anh em thấy nó khá là tương tự như trên quyển sách này, và nó cũng khá tương tự với cái mặt sân cỏ của giải đấu tennis. Dòng chữ Rolex nè, Oyster Perpetual Tour, dòng đế chết này, phía dưới chúng ta sẽ có chuẩn Spectrometer, chuẩn siêu chính xác riêng của Rolex. Và ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmed với cái logo hình vương miện ở giữa nè, thể hiện đây là version Mark 2, version mới nhất đến từ Rolex, và họ sử dụng bộ máy mới 2-3 năm trên chiếc đồng hồ này. Niền của chúng ta sẽ là niền chạy chữ với rất là nhiều chữ Rolex được chạy phía trong. Và anh em nhớ soi kỹ cái dòng chữ này nè, Rolex chạy rất đều và đẹp. Những chiếc đồng hồ Phát hiện tại thì chữ Rolex nó họ cũng chạy niền, nhưng mà cái phông chữ cũng như là cái độ chính xác nó làm hoàn thiện khá là tệ, nó không được đẹp đẹp như của hãng như thế này. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có thêm cái logo hình vương miện ha. Và ở góc 6 giờ như em nói lúc nãy, nó sẽ có serial number được khắc phía trong, và số này sẽ trùng với số trên thẻ. Mình sẽ lấy thẻ để anh em cùng nhau đối chiếu. 4200 73 G9, 4200 73 G9, trùng khớp 100% anh em nhé. Một chiếc đồng hồ rất là đẹp và khỏe khoắn với cái mặt đồ Ronium xám tia như thế này. Sản phẩm này được đi kèm với một bộ dây Oyster, hay anh em còn gọi là dây tăng, với thiết kế 3 chỉ bản to rất là khỏe. Hai chỉ ngoài sẽ được làm bằng thép không gỉ 904 đặc trưng của Rolex và được đánh phay xước. Chỉ giữa như em nói lúc đầu được làm bằng vàng 18K, màu vàng chanh và được đánh bóng. Và với một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng và cái việc đánh bóng vàng như thế này, nó rất dễ để lại những cái vết lông mèo như anh em cũng thấy khi mà đã qua sử dụng. Đây là một cái điều rất là bình thường đối với chiếc đồng hồ đã qua sử dụng mà thôi. Quan trọng nhất là nó vẫn còn mới và nó không hề có một cái vết cắn nào cả. Đối với đồng hồ cũ thì chỉ sợ vết cắn thôi, chứ còn trầy xước lông mèo như thế này là một cái điều khó tránh khỏi rồi, tại vì nó là đồng hồ đã qua sử dụng. Thân vỏ chúng ta sẽ được đánh bóng như thế này ha, cũng có một vài vết lông mèo. Chiếc này một đời chủ và chưa spa gì cả. Nếu anh em mua, anh em thích muốn spa lại cho nó mới hơn, đeo lên tay thích hơn thì bên em vẫn hỗ trợ. Tuy nhiên với quan điểm cá nhân của em cũng như là cả shop em luôn, thì em khuyên anh em là nên giữ cái độ zin của nó. Vì nếu mà anh em đánh bóng xong anh em về anh em mang trên tay thì nó vẫn bị trầy xước lại như thế này thôi. Nó không giữ cái độ mới hoàn hảo được. Tại vì đối với cái việc đánh bóng nè, thép vàng nó sẽ có tính chất vật lý là nó mềm hơn cả thép nữa, nên cái việc để lại vết như thế này rất là bình thường. Khóa chúng ta sẽ là khóa bảng lớn ha, mình sẽ mở khóa ra. Và phía sau khóa này sẽ là một cái điểm em rất thích đến từ Rolex. Cái chỗ này anh em có thể tự do điều chỉnh thêm 0,5 mắt nữa, giúp anh em có thể đeo một chiếc đồng hồ thoải mái nhất có thể trên cổ tay của mình. Đeo đồng hồ đẹp là một tiêu chí, và tiêu chí thứ hai quan trọng không kém đó là nó phải thoải mái trên cổ tay mình. Nó không được quá chật, nó cũng không được quá rộng, lúc nào nó cũng phải cảm giác rất là dễ chịu trên cổ tay. Đó là một cái tiêu chí rất quan trọng khi anh em mua đồng hồ cũng như là đeo đồng hồ trên tay mình. Thì Rolex họ đã hỗ trợ thêm cái phần này. Mình sẽ kéo mạnh ra này. Đây, bình thường nó sẽ như vậy chẳng hạn. Tuy nhiên nếu anh em đeo như thế này, anh em cảm thấy nó hơi rộng một tí, anh em muốn thu lại. Tuy nhiên nếu mà cắt một cái mắt này ra mà anh em lại chật quá thì anh em có thể dùng cái này để anh em điều chỉnh. Mình sẽ thu vào được nửa mắt đây, mình sẽ kéo qua như thế này, bị gập mạnh vào. Đây là sẽ được thu lại nửa mắt. Và đeo như thế này anh em thấy chật quá thì anh em có thể kéo mạnh ra. Đó là anh em sẽ dời được nửa mắt ra nữa. Điều chỉnh rất là thoải mái luôn. Và một cái trường hợp nữa là ví dụ như anh em ngồi trong văn phòng máy lạnh chẳng hạn, thì anh em có thể đeo nó chật, nó ôm tay một chút, tại vì tay anh em không ra mồ hôi, tay anh em khô và nó nhỏ lại, thì mình sẽ đeo vừa vặn một chút. Còn nếu anh em mà chơi thể thao ngoài trời, hay anh em đi ra ngoài trời nắng, đi dạo mát, đi công viên, đi chơi picnic đồ các kiểu, thì nó tay nó ra mồ hôi và lúc đó buộc lòng anh em phải giãn ra một chút để hạn chế cái việc mà cái đồng hồ nó hít chặt vào tay của mình, nó để lại vết thì nó sẽ không đẹp và nó mang lại cảm giác khó chịu. Đó là cái công dụng của cái chỗ này và em cực kỳ thích cái thiết kế này đến từ Rolex. Đáy chúng ta sẽ là đáy không gỉ, đáy là làm bằng thép không gỉ 904L và là đáy kính. Với cái phần ở giữa được thiết kế phay xước như thế này, xung quanh được đánh bóng. Bộ máy sử dụng trên chiếc này như em vừa nói lúc nãy rồi là máy 3235, máy mới nhất đến từ Rolex. Với 31 chân kính, tần số dao động sẽ là 28.800, kèm theo đó là khả năng tích cóp lên tới 70 tiếng. Một cái sự cải tiến rất là đáng kể đến từ Rolex so với cái bộ máy 3135 cũ chỉ khoảng 50 tiếng mà thôi. Mời anh em cùng nhìn ngắm lại cái mặt Ronium của em nó một lần nữa.
Với một chiếc đảo qua sử dụng thì tình trạng này em đánh giá là còn rất là mới ha. Những cái vết xước này là hoàn toàn khó tránh khỏi rồi và chưa spa gì cả. Rồi, cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp anh em những video lần sau. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể liên hệ thông tin dưới phần mô tả hoặc là số điện thoại đang hiển thị trên màn hình và anh em mình sẽ cùng nhau trao đổi thêm.